Thưa quý vị, tính từ 18 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2021 đến 18 giờ ngày 21 tháng 7 năm 2021, ghi nhận 61 ca mắc mới đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. Cụ thể, 35 ca ghi nhận trong khu vực cách Ly tập trung, 16 ca ghi nhận trong khu vực Phong tỏa xã Bảo Lâm, huyện Sương Mộc, 5 ca ghi nhận trong khu vực Phong tỏa xã Bình Châu, huyện Sương Mộc, 3 ca ghi nhận trong khu vực Phong tỏa cảng cá Cát Lỡ, 1 ca ghi nhận ngoài cộng đồng. Tại xã Hòa Bình, huyện Sương Mộc. 1 ca ghi nhận ngoài cộng đồng phát hiện tại bệnh viện Dũng Tàu, thường trú đường Trưng Công Định, phường 3, thành phố Dũng Tàu. Đang tiến hành khẩn trương truy vết các F1, F2, F3. Số lượng ca mắc ghi nhận tính từ ngày 28 tháng 6 đến nay là 298 ca. Số ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh là 140 ca, tổng cộng 438 ca. Số người đang cách ly tập trung 2556 trường hợp, tăng mới vào 312, giảm hoàn thành cách ly 207. Lũy kế từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến nay, 16.971 trường hợp. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, để đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh, phòng chống dịch, Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp khi hoạt động phải thực hiện 3 tại chỗ, sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ tại chỗ và đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo hướng dẫn số 2242 ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Các sở ngành, cấp ủy chính quyền địa phương, mặt trận và các đoàn thể các cấp khẩn trương triển khai nhanh và kịp thời nghị quyết số 68 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đồng thời, đề xuất hoặc quyết định theo thẩm quyền các chính sách hỗ trợ khác bằng ngân sách của địa phương, đơn vị cho các đối tượng khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh. Các địa phương triển khai mạnh mẽ hơn nữa việc áp dụng chỉ thị số 16 trên địa bàn, tránh để tình trạng chặt ngoài, lỏng trong, tập trung quy động mọi lực lượng công an, quân sự, các ban ngành đoàn thể trên địa bàn, tích cực tham gia công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành chỉ thị số 16 của người dân trên địa bàn mình, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đề nghị người dân nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác, tích cực trong phòng chống dịch, an tâm tin tưởng vào đường lối chính sách lãnh đạo của Đảng và Nhà nước về công tác phòng chống dịch. Các sở ngành địa phương tiếp tục bám sát theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh để có giải pháp ứng phó phù hợp. Đồng thời, bảo đảm ổn định thị trường, đáp ứng nhu cầu hàng hóa cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội.